Vâng, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm 2021 sẽ qua đi. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Mặc dù là trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, có thời điểm Bắc Giang là tâm dịch lớn nhất của cả nước, song với sự đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm vừa phòng chống đẩy lùi dịch bệnh, vừa khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ, chia sẻ kịp thời của chính phủ, các bộ ngành và nhân dân cả nước, thì Bắc Giang đã vững vàng vượt qua và đạt được nhiều kết quả hết sức ấn tượng. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi điểm lại một số sự kiện chính trị và thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong năm qua. Ngày 18 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng 3 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Dù trong tháng 5 và 6, Bắc Giang là tâm dịch lớn nhất của cả nước, nhưng bằng nhiều biện pháp quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội đã trở lại bình thường mới và trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện mục tiêu kép. Ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã về Bắc Giang chỉ đạo về giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Đánh giá cao sự quyết liệt kịp thời trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch của tỉnh, Thủ tướng cho rằng với tinh thần sẻ chia, đoàn kết, cả nước vì Bắc Giang vì cả nước, tỉnh sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định xã hội, đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Ngày 23 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã về kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang. Trong bối cảnh dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, nhưng Bắc Giang được đánh giá là địa phương chuẩn bị tốt nhất trong cả nước với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99%. Qua đó đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội khóa 15, 75 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 350 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.165 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang được đặc biệt quan tâm chú trọng, không chỉ với các tỉnh thành trong nước mà với cả nước ngoài. Liên tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Liên bang Nga và Thụy Sĩ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hàn Quốc và Ấn Độ. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm xúc tiến, thiết lập quan hệ cấp địa phương, thu hút đầu tư với các nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, kinh tế của tỉnh cũng đã quay trở lại chu kỳ tăng trưởng. GDP cả năm tăng 7,82%, đứng thứ 10 và cao hơn bình quân chung cả nước. Quy mô GDP đạt 129.837 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người đạt 2.950 đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước tăng mạnh ước đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 62.615 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 30,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó xuất khẩu ước đạt 15,7 tỷ đô la Mỹ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 300.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 38.310 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 138 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Bắc Giang hoàn thành chương trình nông thôn mới. Chất lượng giáo dục của tỉnh vẫn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước với 58 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,98%. Có một học sinh thủ khoa khối A1 toàn quốc. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 28,2 giường, số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 10,7 bác sĩ. Công tác xây dựng chính quyền điện tử đạt được nhiều kết quả. Việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng được đánh giá đứng đầu cả nước. Công tác chuyển đổi số được đánh giá tích cực ở cả 3 trụ cột, trong đó chính quyền số đứng thứ 7 cả nước, kinh tế số đứng thứ 14, xã hội số đứng thứ 25, chỉ số hiện đại hóa hành chính năm 2020 đứng thứ nhất toàn quốc. Công tác quốc phòng an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.